Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày mùng 6 tháng 2 2021. Chúng ta tiếp tục học tập quyết chí một đời vãng sanh cực lạc quốc. Học đến tập 44. Mỗi ngày chúng ta niệm Phật, điều bổ túc cái tâm hướng về thế giới cực lạc. Giống như mỗi một câu Phật hiệu chúng ta niệm là để nhớ thế giới cực lạc, nhớ Đức Phật A-di-đà. Kiểm qua cái tâm mà nhớ thế giới cực lạc bằng mỗi một câu Phật hiệu chúng ta niệm. Vì thì câu Phật hiệu mình niệm có hồn, niệm nó không có khô khan vô vị. Vì nhớ nha, mỗi một câu Phật hiệu niệm là nhớ thế giới cực lạc, giống như nhớ quê hương của mình mà muốn đi về. Giống như có một câu này nè: Hòa Thượng Tiên Hóa là vị tu tổng trì, Ngài nói một câu nè: vì sao bình thường chúng ta cần phải niệm Phật? Chính là chuẩn bị đến lúc lâm chung không bị quên câu Phật hiệu. Vì khi bình thường chúng ta niệm thì khi lâm chung không bao giờ quên Phật. Khi lâm chung không quên Phật hiệu là mỗi câu Phật hiệu niệm nhớ quê hương mình muốn diệt. Đó là thế giới cực lạc. Phải nhớ, có cái tâm nhớ thế giới cực lạc thì không bao giờ chúng ta quên câu Phật hiệu. Vì chúng ta niệm Phật là để sanh cực lạc. Thí dụ như có những người ta niệm Phật là người ta vì cái việc của cải thế gian hay danh tiếng thế gian. Còn mình là niệm Phật để sanh cực lạc. Nhớ ngay vậy. Mình niệm Phật để sanh cực lạc. Nên chư tổ sư nhắc mình là mỗi một câu Phật hiệu mình niệm là niệm niệm nhớ thế giới cực lạc. Giống như chúng ta đứng dưới chánh điện, gia đình mình hay là trong chùa mình niệm Phật, mỗi một câu Phật hiệu giống mình tha thiết, tha thiết trong tâm mình nó cảm giác là nhớ nhung Đức Phật A Di Đà, nhớ nhung cái quê hương mình muốn về. Mà quê hương mình muốn về đó là quê hương Phật A Di Đà đã tạo ra, nên mình nhớ danh hiệu của Ngài để mình muốn về cái quốc độ Ngài đã tạo ra, thế giới cực lạc. Nhớ niệm như vậy thì chắc chắn rằng cuối cuộc đời mình không bao giờ mình quên câu Phật hiệu đâu. Vì mỗi ngày nó bổ túc hoài. Giống như mỗi ngày mình học tập gì nó nhắc nhở mình siêng năng niệm Phật, không có giải đại, không có bỏ câu Phật hiệu được. Phải nhớ. Nên mỗi một câu Phật hiệu mình niệm là có một cái tâm chân quý, có một cái tâm tha thiết để niệm là đúng rồi đấy quý vị. Thí dụ như có những người ta cũng lên chánh điện ta niệm Phật, nhưng người ta niệm ra nó vô vị lắm, niệm chơi chơi cho có vậy thôi. Có khi họ niệm chơi chơi cho có, niệm chút họ ngủ, hoặc họ chán nản họ bỏ đi ra ngoài. Còn mình niệm là nó có hương vị, giống như vị làm việc gì nó có mục đích thì quý vị làm không bỏ cuộc. Có những người người ta nhà nghèo, người ta chạy xe ôm, chạy xích lô, người ta đi vác công đoàn, người ta đi vác những cái đồ nặng vất vả mỗi ngày, nhưng người ta có mục tiêu rằng người ta sẽ cắt một căn nhà
hay là người ta lo cho vợ cho con đàng hoàng. Cái lúc họ cực nhất thì họ nghĩ người thân của họ sẽ được sung sướng, thì tức khắc họ sẽ có một cái sức mạnh gì đó vô cùng là cao, làm cho họ khoáng chắn lên. Phải cố gắng, phải cố gắng. Đó là họ làm có mục đích. Vì thì họ không thể nào bỏ cuộc được. Việc làm này họ có một ý nghĩa gì trong tâm họ. Còn nếu như chúng ta là người niệm Phật, mà nếu mình có một cái ý nghĩa, có một phương hướng trong tâm mình, là bây giờ mình nhìn thấy chúng sanh đau khổ, thân bằng quyến thuộc, ông bà cha mẹ của mình, có những người chưa siêu thoát, họ đang chờ đợi mình. Mình đang niệm Phật, mình phải sanh cực lạc. Mình về thế giới cực lạc, mình nương vào nguyện lực của Phật để mình tiếp dẫn chúng sanh, để cứu độ chúng sanh. Bao nhiêu con người khổ đau cùng cực chưa được siêu thoát, bao nhiêu chúng sanh đang chịu cảnh trong địa ngục ngạ quỷ súc sanh khổ đau. Bây giờ mình mỗi ngày niệm Phật, mình sanh cực lạc, không phải để một mình tránh khổ, mà để mình có đủ năng lực để giúp chúng sanh thoát khổ. Nghĩa là quý vị niệm Phật có mục tiêu như vậy. Chắc chắn vì niệm Phật quý vị sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Quý vị sẽ dũng mãnh tinh tấn niệm Phật. Dù gặp cảnh ngộ gì quý vị cũng sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Nên từ pháp thế gian cho đến sức thế gian nó là một nguyên lý. Nên chư tổ sư mới nói một câu dạy mình là mỗi một câu Phật hiệu nên nhớ thế giới cực lạc. Giống như con đoạn này Hòa Thượng Tiên Hóa ngày nói, mỗi ngày niệm Phật là để gieo cái nhân, khi cuối cuộc đời chúng ta sẽ không quên câu Phật hiệu. Nếu như mỗi ngày chúng ta tham lam thành nhân, thì cuối cuộc đời chúng ta nhất định sẽ tham lam. Nếu mỗi một ngày chúng ta sân hận thành nhân, chiêu cảm cái quả cuối đời nhất định sân hận. Nếu mỗi ngày chúng ta ngu si thành cái nhân, cuối cuộc đời thành cái quả là chúng ta mê hoặc điên đạo. Vậy thì mỗi ngày mình niệm Phật an lạc vui vẻ, khoan dung tha thứ thành nhân, cuối cuộc đời thành các cái quả tín nguyện niệm Phật, chắc chắn vãng sanh. Chắc chắn. Nó phải nhận thức được chỗ này nè. Tức khắc cái phương hướng niệm Phật chúng ta thích thú lắm quý vị. Cái người mà thí dụ như bây giờ mình mỗi ngày mình nghe niệm Phật gì mà mình không có chán, mình nghe giảng tịnh độ mình không có chán, là vì chính trong tâm quý vị nó phù hợp với cái việc mà nói này. Nó giống như cái việc gì quý vị làm mà nó có một cái sự mà động viên, nó có một cái sự mà cùng tư tưởng với mình thì thích vô cùng. Còn nếu như mỗi ngày mình nghe mà nghe chơi chơi, hoặc là mình nói mình hiểu rồi, coi chừng mình nghe mình chán á. À, bao nhiêu con người nói hiểu rồi mà thất bại, thất bại á. Ở đâu mà có người mỗi ngày nói cho bị nghe? Cũng vì nó quá đơn giản, vì nên nó không ai nói được chứ. Ta nghĩ rằng nó quá đơn giản, mỗi ngày nói tới nói lui lập luận có nhiêu nói hoài, nên không ai nói được. Cũng như câu ai với đạo Phật này nó quá dễ, người ta nghĩ dễ quá làm sao được thành tựu, nên người ta không tin. Cái phi thường nhất dễ mà tiếp nhận tin tới cùng, lập luận tới lui mà siêng nói tới cùng để thành ra cái quả tín nguyện niệm Phật giải thoát này, khó nè, khó nè. Nên có những người quý vị thí dụ như mỗi ngày nghe nửa tiếng gì mà có khi mình không trân quý đâu, nghe không trân quý. Người ta ngồi ta nói nửa tiếng mà mình nghe nửa tiếng mà nghe mình không trân quý. Thí dụ như giờ mình ngồi mình nói nửa tiếng dễ không? Cái lý luận gì quý vị ngồi thì nói nửa tiếng thử là dễ không? Nó không dễ. Vì mà có người nói để động viên mình, để thúc đẩy tinh thần niệm Phật tu hành cho mình, nhưng mà có khi mình không kiên nhẫn, mà có nửa tiếng thôi hoặc 25 phút thôi. À, vì ngồi khi mà ngồi không kiên nhẫn, nên cái tâm tu của mình, cái tâm niệm Phật của mình,
kém quá, kém vô cùng. Đó. Nghĩ rằng mình hiểu rồi, bạn hiểu rồi, nhưng cái hạt giống bạn còn yếu lắm. Mỗi ngày bạn nghe gì nè, để làm chi? Để tưới tẩm giùm cho bạn, nó tưới tẩm cái bồ đề tâm của bạn kiên cố. Nếu mỗi ngày bạn không nghe gì, bạn sẽ giải đãi liền đó. Bạn giải đãi á, nhớ. Bạn không tin sao? Bạn không tin nó giải đãi à? Nếu mỗi ngày bạn không được thúc đãi gì, bạn sẽ giải đãi đó. Nếu mỗi ngày im hết, không ai nói gì hết, bạn giải đãi, bạn bỏ tu liền đó. Bạn nhớ. Chứ bạn đừng bao giờ bỏ cuộc, bạn đừng bao giờ xem thường nghe. Đừng bao giờ xem thường đó. Bao nhiêu con người ở ngoài đời mà họ nói rằng hai cái thời này nè mà giúp cho họ tinh tấn niệm Phật đó quý vị. Nó phải có cái sự phát tâm, nó cùng lời nói như vậy. Cái sự phát tâm của mình nó có một ý nghĩa gì đó. Rồi bắt đầu lời nói nó thúc đẩy. Nó cùng là một cái động lực để mà hỗ trợ cho mình để phát huy. Phàm phu của mình nó lạ lắm quý vị ơi. Có khi nó không được lo lắng thương yêu thì nó cũng buồn chán, mà nó được lo lắng thương yêu thì nó thành bất cần. Khi mà nó không được lo lắng thương yêu thì nó luyến tiếc, khi nó được lo lắng thương yêu thì bất cần. Phàm phu mình là cái bệnh này nhiều lắm, cái bệnh này nó nhiều vô cùng. Nên vì biết rằng có ngôi chùa mà họ mỗi ngày họ mong cầu làm sao có người chia sẻ Phật pháp cho họ nghe. Còn có những ngôi chùa mà ngày nào cũng chia sẻ Phật pháp cho họ nghe. Nên con người chúng ta, mình phải biết chân quý. Mình phải biết chân quý thì mình mới được tồn tại lâu dài. Nếu mình không có chân quý thì cái phước hưởng của mình nó sẽ hết. Nhớ, sẽ hết đó. Thí dụ như mình là người niệm Phật mà được người ta tán thán niệm Phật cho mình nghe, người ta phiên niệm Phật, người ta thúc đẩy niệm Phật cho mình nghe, còn gì thì nó cùng đồng tâm với mình, làm sao mình chán được quý vị? Sao mình chán được đây? Tại vì mình niệm Phật vô vị, mình niệm Phật nó không có cảm giác. Nên mình niệm Phật mà mình không có mỗi câu Phật hiệu, mình nhớ tới giác cực lạc. Mình nghĩ rằng cái cõi đời này mình còn tồn tại, mình còn lâu dài. Nên mình không có cảm giác niệm Phật, nên cái cảm giác mà nghe về tịnh độ của mình nó không có cảm giác cái tâm của mình quý vị à. Không cảm giác. Ổn. Ổn quá. Nên những đức mới nói câu là mình nghe gì là mỗi ngày đang tưới tẩm bồ đề tâm mình. Tưới tẩm cái tâm tinh tấn cho mình. Nó trồng cái nhân này cho sâu vào mảnh đất A Di Đà Phật. Vậy thì chúng ta nhất định sẽ giảng sanh cực lạc quốc chắc chắn luôn. Đừng bao giờ xem thường những cái buổi mà chúng ta nghe gì. Chúng ta bê tha, chúng ta không xem trọng, uổng lắm quý vị. Uổng lắm. Thí dụ như chúng trong chùa đi, mỗi ngày vì đường gì mà quý vị không xem trọng, uổng lắm quý vị à. Nó hưởng phước bất khả hưởng tặng. Có khi một ngày nào quý vị không nghe được chút xíu nào luôn, bị người ta thay đổi hết hoàn toàn. Và lúc đó quý vị sẽ biết thay đổi hết. Được cái duyên mà gì là quý lắm. Quý, phải biết chăng quý. Chúng trong chùa hay đại chúng khắp nơi nơi phải chăng quý. Ở cái người mà nói mỗi ngày lập luận tới lui hoài, nó giúp cho quý vị tinh tấn một câu Phật hiệu, tinh tấn một câu Phật hiệu. Cái này là cái việc không dễ đâu quý vị à. Nên nếu mà gặp một người mà mỗi ngày họ nói hoa trời rơi rụng, họ nói tùm lum hết trơn, họ nói đủ thứ quý vị, phương hướng nào tu bây giờ đây? Cái này ta nhắm thẳng mục tiêu cho quý vị, cái niệm Phật giúp cho quý vị tinh tấn, nhất môn thâm nhập quân tu lâu dài. Một câu Phật hiệu niệm đến cùng, cái này là quý lắm á, rất là quý luôn á, không giỡn đâu. Nên nó gầy dựng cho mình câu Phật hiệu này, để cho mình siêng năng mình niệm không bỏ cuộc. Thì hồi sáng nào ăn cơm xong nhà Đức cũng nói chuyện một chút, khuyên các cụ niệm Phật, bấm số niệm Phật, sắp xếp đạo tràng này kia. Có mấy cô còn trẻ, trong tâm tư họ cũng khi buồn, gặp nhà Đức nói trời ơi thầy ơi, có khi buổi sáng con tu xong, có khi có những bữa con buồn vô cùng thầy, không biết buồn cái gì. Tự nhiên ăn cơm xong nghe thầy nói chuyện xong vui quá, vui quá nó quên buồn mất tiêu, thấy không? Nó đó là tưới tẩm cái tâm mình, nó làm cho con người mình nó có hương vị sống trong cái tam bảo, nó động viên mình đó quý vị, à, động viên mình đó.
Nên mình sống nó phải có phương hướng cho nó chuẩn xác. Nếu mà nó không có phương hướng chuẩn xác là nó hướng tùm lum cho quý vị, chứ quý vị mất phương hướng luôn. Nhất là hướng nhiều quá là mất phương hướng liền, chúng đơ hết trơn. Còn mình đây là gài dựng tín nguyện để niệm Phật nên nó mới thành công được chứ. Nhớ đó. Có một cái vị này giảng pháp nói một câu này rất là hay mà những đứa nghe nó chí tình chí lý. Ông nói rằng mỗi một con người mình niệm Phật á, mình cứ dùng câu Phật hiệu này mình gầy dựng tính nguyện thật là kiên cố. Mình đừng có chỉ người ta nhiều môn quá, người ta sẽ mất phương hướng của người ta. Thí dụ như từ nhỏ tới lớn mình thở bình thường thì mình cứ giữ cái thở bình thường. Từ nhỏ tới lớn mình thở làm sao, mình cứ để thở y rang vậy. Nên cái phương pháp hít thở mà chỉ người ta mà không hiểu biết, đụng đâu cũng chỉ, nghe sơ qua là chỉ, thì quý vị làm cho người ta nó thay đổi cái tố chất bên trong của người ta. Tất cả những tế bào, cơ quan, cơ thể nó sẽ thay đổi là hết. Thay đổi là hết. Ví dụ như từ nhỏ tới lớn quý vị coi quý vị thở bình thường sao, để thở bình thường vậy đi. Tại vì cái sức sinh tồn của mình, tất cả những nhịp tim của mình, mạch máu của mình, cơ quan trong cơ thể của mình, nó điều tiết qua hơi thở, nó đã bình thường, giữ ổn định như vậy, phải giữ bình thường. Nếu bây giờ vị thay đổi trạng thái thở lại thì tất cả những cơ quan cơ thể vị sẽ thay đổi hết hoàn toàn. Thay đổi hết luôn. Sau này rất là phiền phức. Muốn lấy lại cái trạng thái tự nhiên nó không được nữa. Nên mình là người niệm Phật, cứ giữ vai trò niệm Phật, nhớ Phật. Còn cái trạng thái về thở đồ này kia quý vị phải giữ bình thường, giữ tự nhiên, giữ bình thường đi. Quý vị coi có những người người ta không có tu hành gì chứ, nhưng mà người ta sống cả đời nó rất là khỏe. Người ta mỗi ngày người ta làm tay lắm chân bùn, người ta làm thở khi khi khi. Lúc người ta làm ít thì thở ít, lúc người ta làm nhiều người ta thở nhiều, theo cái trạng thái tự nhiên của cơ thể người ta. Những đức chính là người làm tay lắm chân bùn nè, vác lúa có nè, vác gạo nhà máy có nè, cắt lúa có nè, xịt thuốc cỏ có nè, tỉa đậu có nè, tỉa bắp có nè. Có nghĩa là tất cả các việc như đức đều làm qua việc nặng nhọc vô cùng, phụ bếp cực vô cùng, những đức biết nè. Cái lúc bình thường thì mình thở rất nhẹ, nhưng khi cái lúc mình làm nhiều thì mình sẽ thở nhiều. Nó theo cái trạng thái tự nhiên của cơ thể, hình như không có bận tâm đến, cứ để cho nó thở tự nhiên thôi. Còn quý vị có thấy có những người tu không làm gì bao nhiêu chứ, nhưng mà khi họ làm gì chút là họ mệt, họ làm chịu không nổi. Tại vì sao? Vì không có làm gì nặng hết. Nên quý vị phải nhớ rằng cái người tu đạo gì họ cũng phải làm cái gì đó họ hiểu biết. Chứ nếu như họ không làm gì chứ thì họ có nói cũng nói suông, không biết đâu. Họ chỉ vì phương pháp nó chưa thực hành, họ bệnh, họ nói ra cái bệnh, quý vị nghe thành bệnh liền không nói chứ á. Quý vị phải giữ cái trạng thái nó rất là tự nhiên á. Như những đức nói rằng mình niệm Phật sao mình thở gì, mình thở sao mình niệm Phật gì, mình tự nhiên vô cùng. Cái việc niệm Phật á là một phương pháp tu, còn cái hơi thở là từ khi sanh ra nó đã biết thở rồi, hiểu không? Bây giờ quý vị đổi cách thở là bị phiền phức á, không có giỡn đâu. Nên những người mà mình bị bệnh thì mình phải nghĩ mình bệnh. Nếu mình lấy cái bệnh mình để chỉ người ta thì người nghe mình ta thành bệnh chưa. Cái người khỏe quý vị chỉ người ta khỏe, cái người bệnh quý vị chỉ người ta bệnh. Thí dụ như mình bệnh, khi mình hết bệnh mình nói ra cái trạng thái bệnh của mình bị bệnh, mình hướng dẫn cái lành mạnh cho người ta thì được. Chứ nếu như quý vị mỗi ngày bị bệnh mà nói cái bệnh của mình cho người ta nghe thì người ta thành bệnh. Tại vì mình đem bệnh mình chỉ người ta bệnh, chứ không phải chỉ người ta khỏe mà là chỉ người ta bệnh. Chỉ người ta thành bệnh đó, bị nhớ nghe. Chỉ người ta thành bệnh đó. Nên á, những đức nghe cái vị này giảng, những đức chấp nhận chịu vô cùng. Ông nói một câu, thở là phải để tự nhiên. Cơ thể như thế nào, nó thở quen rồi, cứ để cho nó tự nhiên, vì công nhận đúng không? Phải suy nghĩ cái này kỹ đi, phải đúng không? Thở là từ khi mình trong bụng mẹ mình đã thở, theo hơi thở của mẹ nó đã như vậy rồi. Đó là lúc
Ban đầu của mình nó đã là như vậy rồi, bây giờ mình đi lập lựng lại, mình thay đổi lại. Cái phương pháp hít thở nó không phải sai, nhưng mà phương pháp này rất là khó. Nó rất là khó để mà áp dụng. Mình đi lôi ra làm gì? Bây giờ mình rất là tiện lợi là mình đã quen được hơi thở. Từ khi mình trong bụng mẹ mình đã thở làm sao, thì ngày tháng lớn khôn mình thở theo như vậy, quen rồi. Như vậy mà đi lôi ra đi chỉ thêm chi nữa. Cái này để qua bên đi. Bây giờ chúng ta lo nhắm mục tiêu niệm Phật nè. Làm sao mà mỗi ngày cái nội tâm của mình nó an lạc, nó đừng có buồn phiền người ta để trong tâm. Đây mới là quan trọng nè, để có sức khỏe nè. Bây giờ đi lôi ra hơi thở để có sức khỏe. Trong khi quý vị có thở giỏi hay thở sâu cỡ nào, nhưng nếu mỗi ngày quý vị buồn giận người ta thì đây mới là cái nguy hiểm. Buồn giận người ta là nguy hiểm, hận thù là nguy hiểm, tham chấp danh lợi là nguy hiểm. Dù quý vị có thở sâu cỡ nào, nhưng mà mấy cái nhân này quý vị tạo thì nó vẫn là nguy hiểm. Nên chúng ta phải giữ trạng thái bình thường cái hơi thở. Có nghĩa là cái việc này bỏ qua bên, chúng ta đừng có quan tâm. Cái hơi thở là chúng ta khỏi suy nghĩ tới, cái trạng thái này khỏi cần quan tâm. Vì thì cái khỏe về mãn này không cần quan tâm nữa. Vì bây giờ quan tâm vào cái nào? Mỗi ngày xét cái tâm của mình, cái gì mà không vừa lòng không vừa ý người ta buông ra, cái tâm cứ nhớ Phật. Cái tâm buồn giận người ta buông ra, nhớ Phật. Đó. Mỗi ngày dùng cái tâm nhớ Phật, niệm có Phật hiệu. Niệm có Phật hiệu là nhớ thế giới cực lạc. Vậy đúng rồi. Vậy là đúng rồi đó. Nhớ cái này quan trọng lắm nè. Cái này rất là quan trọng nè quý vị. Đó. Mình là người tu hành làm sao mà mỗi ngày mình an lạc vô cùng, mình tự tại vô cùng. Đối với việc được mất hơn thua đấu đá, mình không có nặng nề. Vậy thì mình sẽ chấp trì danh hiệu Phật hiệu, mình niệm sẽ rất là tốt quý vị. Nó rất là tốt. Nên đại chúng trong chùa, thí dụ như bây giờ mình suy nghĩ ngày xưa mình ở ngoài đời, mình bận tâm nhiều thứ, mình lo âu nhiều thứ vô cùng. Bây giờ mình được ở trong chùa, không cần bận tâm gì, mỗi ngày được niệm Phật, đi đứng nằm ngồi cứ A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, cứ bấm số A-di-đà-phật. Tối lại có quý thầy đi ghi giúp cho mình, động viên mình niệm Phật. Rồi mừng vô cùng. Và thấy bạn đồng tu mình tuổi già được sống trong ngôi Tam Bảo, khi cuối cuộc đời được hộ niệm đàng hoàng, mình mừng vô cùng. Còn nếu như mà không được cái duyên niệm Phật trong chùa, khi cận tới nghiệp chết không ai niệm Phật cho mình, có khi nửa đi mình nằm leo lét chết nằm, không ai quan tâm niệm Phật cho mình, còn sát sanh hại vật để cúng tế, không? Việc này là việc thấy buồn thảm, thật buồn thảm nhé. Nên chúng ta phải trân quý kìa, phải mang cái tâm trân quý niệm Phật. Nên tất cả những vị mà đi đến chùa được ở vài ngày phải nắm cái pháp tu này. Coi chiếc máy nghe pháp cứ thường nghe đi, để nó lập lựng, nó nhắc mình niệm Phật. Có những người ta nói, người ta cầm chiếc máy nghe pháp có khi người ta cười mình, ta vui lắm. Có nhiều người già người ta gặp những đức, ta mừng, ta nói là cầm chiếc máy nghe pháp mà người ta vui vô cùng. Nên có những người đi vô chùa làm công quả trong chùa, hoặc là làm hồ rồi trong chùa, quý vị nhớ cái pháp môn niệm Phật này hay lắm. Làm cái gì cứ thường nhớ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Ví dụ mình leo trên cao, mình làm hồ đi, mình nhớ mình niệm câu A Di Đà Phật, nó giúp cho cái tâm mình nó bình tĩnh lắm đó quý vị. Mà câu Phật hiệu nữa giúp cho quý vị cái cuối cuộc đời nó không có sợ chết. Khi gặp cái việc gì bế tắc nhất, quý vị không biết nương vô ai chứ, quý vị lại nhớ A Di Đà Phật. Thí dụ như bây giờ mình là con người sợ ma vô cùng, tự nhiên mình sợ đến mức cực điểm, nhưng mà bây giờ mình biết niệm Phật giết nó sợ, tại vì nó đổi qua cái tâm là nhớ A Di Đà Phật. Niệm Phật hay lắm. Một câu A Di Đà Phật thôi mà thành một cái pháp hay lắm quý vị. Hay lắm, tuyệt vời lắm. Và giúp cho mình an lạc lắm quý vị. Rất là an lạc. Nếu như những đức không an lạc, sao những đức nói ra gì được? Một ngày lo cho bao nhiêu trăm người, mà tại sao những đức an lạc? Nhờ niệm Phật mà ra. Vì nó không có bận tâm nặng nề để vô tâm mình, mà nó để có Phật hiệu vô tâm mình không à. Rồi mỗi ngày sáng tối mình lên chánh điện mình tu, mình niệm Phật, mỗi câu Phật hiệu mình niệm, tự nhiên mình nhớ thế giới cực lạc. Trong lòng mình cảm giác mình mừng là khi mình gần chết, Phật ấy là đến tiếp dẫn mình về cực lạc. Mình cứ nuôi cái tâm vậy đó, cứ nuôi cái tâm vậy, mình luôn luôn tin tưởng như vậy đó. Ai nói gì mặc kệ người ta, mình cứ tin tưởng rằng cuối cuộc đời mình Phật A Di Đà sẽ đến tiếp dẫn mình.
mừng lắm, trong lòng vui lắm. Nó cảm thấy rằng mình sung sướng lắm quý vị, à, rất là sung sướng. Nó không có gì bận tâm nữa. Làm cực cỡ nào mình cũng vui vì sao? Vì cuối cuộc đời Phật ngay là đến tiếp dẫn mình về cực lạc. Thế giới cực lạc tuổi thọ vô lượng, năng lực vô lượng, độ sanh vô lượng. Mình sẽ cứu giúp được ông bà cha mẹ mình thoát khổ đau. Tự nhiên trong lòng của mình nó mừng vô cùng khi mình được niệm Phật quý vị. Và sống một cái hoàn cảnh mà hiện tại ở thế gian mà mỗi ngày mình không bận tâm lo âu cơm áo gạo tiền gì hết, sống vui vẻ như vậy, tự nhiên nó mở cái tâm lượng nó bị rộng ra, tâm lượng nó bị mở ra liền, tức khắc cuộc đời vì sống có ý nghĩa. Nhớ mình là người tu, tâm lượng mình mở rộng ra, con cháu nó gặp mình nó cũng muốn tu, quý vị nhớ nghe. Bây giờ trong chùa người ta lo cho mình vô cùng đầy đủ gì, không để cho mình bận tâm lo âu gì hết, đến già chết cũng lo đầy đủ hết trơn. Thì mình phải đem cái tâm này mình khi gặp con cháu người thân mình phải trải lòng ra cho họ nghe, để họ cảm giác đối với cái tấm lòng mà người tu đạo giúp cho mình, để cho con cháu mình nó ảnh hưởng Phật pháp. Chứ lâu lâu nó đến nó đem một chút quà bánh nó cho mình, mình còn sợ người ta lấy của mình, thì cái tâm mình nó nhỏ nhen quá, quá nhỏ nhen. Ăn thì người ta lo cho mình ăn chung hết trơn, vậy mà mình có gì ăn là mình muốn giữ riêng mình ăn, cái tâm này nó hẹp hòi quá. Cái tâm này là tâm phiền não, thấy không? Đó. Mà có khi mình còn nói với con cháu mình đem đến đây coi chừng thầy không lấy. Cái tâm này nó quá nhỏ nhen, quý vị suy nghĩ coi. Thí dụ như mỗi tuần thứ bảy như Đức mua sữa anh xu được cho các cụ già, phòng hộ niệm niệm Phật, khu yếu bên kia, có ai tính toán với quý vị không? Cái này không lẽ người ta làm, người ta đi dụng ý gì với quý vị đây? Nên mình nên mở tâm lượng ra. Cái này là tập thể nó mới được vậy. Chứ mình đừng có cá nhân là con cái lâu lâu đến thăm mình, cái nó mua cho mình chút đồ ăn, cái mình giấu, mình đút. Đây là nó hại mình. Mà có khi mình lại nói những điều hẹp hòi ra nữa. Trong khi người ta lo đầy đủ thì không quan tâm để ý đâu. Mà cái gì mà không phải, cái là mình đem cái tâm hẹp hòi ích kỷ ra, mình so đo tính toán với người ta liền. Nên mình là người tu đạo, mình phải nghe gì nè, để nó trải lòng ra quý vị. Mình trải lòng được thì con cháu người thân của mình, người ta đến chùa người ta mới trải lòng, người ta mới tiếp nhận Phật pháp qua cái hành động của mình mà người ta tiếp nhận Phật pháp á. Chứ nếu như con người mình vô ơn bội nghĩa, không biết cái gì chứ, quên ơn bội nghĩa mình không hiểu cái gì chứ, thì bắt đầu là con cháu mình nó đi đến đây nó cũng không có cảm ơn gì quý thầy đâu. Nên mình sống mình phải biết ơn, phải biết ơn. Mình đi đến đâu cũng vậy chứ, mình là Phật tử đến chùa, trước nhất là mình biết chào hỏi một tiếng. Mình đi gì mình chào hỏi một tiếng, lời chào cao mâm cổ mà. Trời sanh ra cái miệng mà mình phải mở miệng ra, mình biết chào hỏi một tiếng, đó là cái lễ phép của con người đó quý vị. Cái việc nhỏ gì thôi, mình là người niệm Phật mà cái miệng này không mở ra đường gì nữa thì thất bại quá. Nên con cháu mình dạy, miệng mồm gặp người phải biết hỏi han, đó là cái phước của con cháu. Nên nhớ pháp môn tịnh độ này, một câu Phật hiệu này nên siêng năng mà niệm. Đừng nên thấy nó đơn giản dễ rồi mình bỏ cuộc nghe. Phải chú tâm niệm Phật, phải siêng năng niệm Phật, đừng có giải đãi. Phải kiên nhẫn niệm cả đời không thay đổi. Phải cảm giác được nó thì không bao giờ thay đổi đâu. Nhớ đó, xin nguyện Tam Bảo gia hộ cho quý vị luôn luôn sống an lạc, sống vui vẻ. Từ trong chùa hay từ ở ngoài đời, chúng ta gặp được Phật pháp là mừng quý lắm. Quý vị nên trân quý, sống cho thật là tốt đẹp, siêng năng niệm Phật. Khi bỏ báo thân này, chúng ta đều hẹn gặp nhau ở thế giới cực lạc quý vị. Dạ, A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.